Vụ án ở Rigel. Ngày 14 tháng 4 năm 1987, tôi nhận được một bức điện gửi từ Lyon báo tin Holm bị mắc bệnh, phải nằm liệt giường ở khách sạn Du Long. Trong vòng 24 giờ, tôi đã sang nước Pháp, tới tận bên giường anh và thấy bệnh không trầm trọng. Thể trạng anh cứng cáp như sắt thép, nhưng cũng không chịu nổi trước một cuộc điều tra kéo dài tới 2 tháng. Trong thời gian đó, mỗi ngày anh phải làm việc trên 15 tiếng đồng hồ. Anh còn xác nhận là có lúc anh không được nghỉ ngơi lấy một tiếng đồng hồ trong 5 ngày liên tiếp. 3 ngày sau đó, chúng tôi quay trở về nhà ở đường Baker. Nhưng đại tá Hayter, người bạn thân mà tôi đã chăm sóc bên xứ Afghanistan, đã tậu được một ngôi nhà ở gần Regate, trong hạt Surrey, và ông thường mời tôi và Holm tới đó để đổi gió. Khi Holm được biết là đại tá là người độc thân, thì anh liền đồng ý. Thế là, một tuần sau ngày trở về London, chúng tôi tới nhà đại tá Hayter. Buổi tối hôm đến chơi, chúng tôi quây quần trong phòng trưng bày vũ khí. Hôm nằm dài trên ghế trường kỷ, trong lúc Hayter và tôi xem bộ sưu tập súng. Đại tá nói, nhân đây, tôi sẽ đem lên lầu một trong những khẩu súng lục này để phòng ngừa trường hợp có báo động. Báo động? Tôi kêu lên. Phải, mới đây, ông già Axton đã bị trộm tới viếng thăm đêm thứ hai tuần qua. Thiệt hại thì không đáng kể, nhưng tên trộm vẫn chưa bị bắt. Không có hướng điều tra nào sao? Hôm hỏi, liếc nhìn ông đại tá. Cho tên này thì không, nhưng đây là một vụ không đáng kể, một vụ trộm vặt ở thôn quê, hoàn toàn không đáng làm cho ông phải bận tâm sau cái vụ quốc tế lớn lao kia. Hôm khua tay như gạt bỏ lời khen ngợi, nhưng nụ cười của anh lại chứng tỏ là anh lấy thế làm khoái chí. Không có chi tiết đặc trưng nào sao? Không. Bọn trộm đã lục tung cái thư viện. Tất cả căn phòng đã bị đảo lộn. Các ngăn kéo bị mở tung, giấy tờ bị ném tung tóe. Các món bị mất chỉ có một cuốn sách, hai cái đèn nến bọc quý kim, một phong vũ biểu nhỏ bằng gỗ sồi và một cuộn dây mành. Một lô hàng kỳ lạ. Tôi thì thầm. Ồ, hiển nhiên là bọn trộm đã vội cua lấy những gì mà chúng có thể mang theo. Trên ghế trường kỷ, Holm buông ra một tiếng lầu bầu. Cảnh sát địa phương hẳn rút ra một điều gì đó chứ. Coi nào, thật rõ ràng là... Nhưng tôi giơ một ngón tay lên. Anh tới đây là để nghỉ ngơi. Anh chớ có lao mình vào một vấn đề nào trong lúc hệ thần kinh còn đang rã rời. Hôm nhún vai, ném về phía ông đại tá một tia nhìn cam chịu và rồi câu chuyện chuyển sang những đề tài bớt nguy hiểm hơn. Tuy nhiên khi chúng tôi đang dùng điểm tâm thì người quản gia của đại tá ùa vào trong phòng. Ông đã hay tin gì chưa? Thưa ông. Ở đăng nhà cụ Cuppingham đó. Thưa ông. Ông đại tá bất động với tách cà phê trong tay lơ lửng giữa mặt bàn và miệng ông. Trộm à? Một vụ giết người. Ông đại tá nghiến răng và rít lên. Mẹ kiếp, ai bị giết? Ông tòa hòa giải hay là con ông ta? Gã đánh xe ngựa, một phát trúng tim, chết mà chẳng nói được lấy nửa lời. Ai đã giết anh ta? Kẻ trộm, hắn đã biến mất. Hắn vừa bẻ gãy cửa sổ gian bếp phụ thì William tới đó. William đã mất dạng khi bảo vệ của cải cho chủ mình. Lúc đó là mấy giờ? Vào khoảng 12 giờ đêm. Tốt, lát nữa chúng tôi sẽ tới đó. Ông nói với giọng rất thản nhiên. Ông chờ cho người quản gia ra khỏi phòng rồi mới nói thêm. Chuyện tồi tệ, ông già Cunningham là một nhân vật rất có thế lực ở đây. Hơn nữa, lại là một người trung hậu. Ông ta sẽ đau khổ bởi vì người đánh xe là một người đầy tớ rất tốt. Chắc là cũng cùng những tên trộm cướp đã tới viếng nhà Axton. Và là kẻ trộm đã ăn trộm cái bộ sưu tập quá ư đặc biệt đó ư? Hôm hỏi với vẻ ngẫm nghĩ. Đúng vậy. Thoạt nhìn sự việc có vẻ kỳ cục. Thông thường một băng trộm cắp không bao giờ thực hiện hai lần trong cùng một thành phố, cách nhau có vài ngày. Tối qua khi ông nói cần đề phòng, tôi đã nghĩ rằng Rigel là giáo khu sau chót ở nước Anh bị bọn trộm để ý tới cơ đấy.
Nếu vấn đề là do một tên chuyên nghiệp ở địa phương, thì hiển nhiên hai gia đình Axton và Cunningham là những nhà lớn nhất ở trong xứ này mà. Và là những nhà giàu có nhất chứ. Họ giàu từ trước, song từ nhiều năm qua chủ nhân của cả hai nhà đã dấn vào một cuộc tranh tụng kéo dài, và nay họ bị sạt nghiệp. Ấy là theo ý tôi. Ông bà Axton hiện đòi lại phần nửa cơ nghiệp của nhà Cunningham. Ở cả hai bên, các luật gia đều đòi thù lao thật đắt. Nếu là một tên vô lại ở trong vùng lân cận, hẳn người ta sẽ tóm cổ hắn dễ dàng. Hôm nói, cô nén một tiếng ngáp. Anh đừng có lo sợ, anh Axton, tôi chẳng can thiệp vào chuyện này đâu. Thanh tra Forrester đến, thưa ông. Người quản gia loan báo khi mở cửa ra. Người đại diện của cảnh sát còn rất trẻ, trông có vẻ đàng hoàng, bước vào trong phòng. Xin chào, thưa đại tá. Tôi hy vọng không làm phiền đại tá. Nhưng chúng tôi được biết là ông Holmes đang có mặt nơi đây. Ông đại tá chỉ vào bạn tôi. Viên thanh tra nghiêng mình chào. Thưa ông Holmes, chúng tôi mong rằng ông sẵn lòng cùng đi ít bước với tôi. Số mệnh đã chống lại anh rồi, Watson ơi. Holmes vừa kêu lên vừa cười. Chúng tôi đang tranh luận về vụ án thì ông tới đó. Ông thanh tra, ông có thể cho chúng tôi biết thêm vài chi tiết được không? Khi tôi thấy Holmes ngồi ngả vào thành ghế tựa với một trong những tư thế được anh ưa thích, thì tôi thất vọng. Chúng tôi không có một dấu vết nào trong vụ Axton, nhưng chắc chắn là cả hai vụ đều do cùng một băng nhóm gây ra. Người phạm tội đã bị nhập viện. À, vâng, nhưng hắn chuồn đi như một cơn gió. Sau khi đã nổ súng vào William, Cunningham đã trông thấy y từ cửa sổ phòng cụ và ông Arklex cũng đã trông thấy y từ cánh cửa sau dành cho người giúp việc. Hồi 23 giờ 45 phút thì có tiếng báo động, cụ Cunningham vừa vào giường, còn Arklex thì đang hút thuốc. Cả hai đều nghe tiếng anh William kêu cứu. Ông Arklex chạy vội xuống, cánh cửa sau mở rộng. Khi tới chân cầu thang, ông thấy bên ngoài có hai người đang đánh nhau. Một trong hai người nổ một phát súng, người kia gục xuống. Kẻ sát nhân nhảy bổ ra vườn và leo vượt hàng rào. Cụ Cunningham từ khuôn cửa sổ phòng mình cũng thấy tên cướp nhảy ra tới đường và mất dạng. Ông Alex đứng lại để xem có thể cứu giúp được gì cho người hấp hối, khiến cho kẻ sát nhân có thời giờ trốn thoát. Ngoài chi tiết hắn là người tầm thước và mặc đồ màu sẫm, chúng tôi không có dấu vết đặc biệt nào khác. Anh chàng William làm gì tại đó? Anh ta nói được điều gì trước khi chết không? Không một lời. Anh ta ở cùng với bà mẹ trong nhà người gác cổng. Đó là một người giúp việc rất tận tụy. Có lẽ anh ta đã đi về phía ngôi nhà để xem mọi việc có bình thường không. Khi tên trộm vừa cậy phá xong cánh cửa sau thì William nhào lên người hắn. William có nói gì với mẹ trước khi ra khỏi nhà không? Bà mẹ rất già và lại điếc, không tài nào moi được từ nơi bà một điều chỉ dẫn nào. Cái chết của con trai đã làm bà suy sụp. Tuy nhiên có một yếu tố cực kỳ quan trọng. Ông hãy coi đây. Viên thanh tra rút từ cuốn sổ tay ra một mảnh giấy nhỏ bị rách và ông mở rộng nó ra trên đầu gối. Mẩu giấy này được tìm thấy ở giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ của nạn nhân. Dường như đây là một góc của một tờ giấy lớn hơn. Con số ghi trên mẩu giấy này là giờ mà William bị hạ sát. Kẻ sát nhân đã giật lấy phần còn lại của tờ giấy. Nếu không, William đã có thể giành lấy nguyên vẹn tờ giấy rồi. Vào lúc 11 giờ 45 phút sẽ được biết nhiều, rất hữu ích. Holmes cầm lấy tờ giấy. Cứ cho đây là một cuộc hẹn. Viên thanh tra nói tiếp. Chúng ta có thể ngờ rằng gã William, mặc dù có tiếng là lương thiện, đã thông đồng với tên trộm và gã đã gặp tên trộm ở đó hoặc đã giúp tên trộm cậy cửa rồi sau đó hai đứa gây lộn với nhau. Miếng giấy này hữu ích biết bao. Hôm thì thầm sau khi quan sát nó rất kỹ. Chúng ta bị ngập vào sự vụ hơn là tôi tưởng. Anh vùi đầu vào hai bàn tay giữa lúc viên thanh tra cười thỏa mãn trước sự chú tâm của chuyên gia nổi tiếng ở London. Hôm nói ngay sau đó. Điều nhận xét sau chót của ông thật là tài tình. Tờ giấy này mở cho chúng ta... Lần nữa, anh lại gục mặt vào trong lòng bàn tay và anh khép kín mình trong vài phút vào suy nghĩ của anh.
Khi anh ngẩng đầu lên, tôi ngạc nhiên thấy cặp mắt anh long lanh như trước những ngày chưa bệnh. Anh nhảy cẫng lên với tất cả năng lực của mình. Tôi đang nói với ông cái gì nhỉ? Tôi muốn xem xét những chi tiết của vụ án. Nếu được ông cho phép, thưa đại tá, tôi sẽ đi dạo một vòng cùng với ông thanh tra để kiểm tra, soát lại một vài ý nghĩ lông bông của tôi. Tôi sẽ trở về trong nửa tiếng. Một tiếng rưỡi đã trôi qua. Viên thanh tra quay lại, có một mình, ông nói. Ông Hôm đang đi bách bộ ngoài đồng và muốn chúng ta cùng đi tới ngôi nhà. Tới nhà cụ Cunningham sao? Vâng, thưa ông. Để làm gì? Viên thanh tra nhún vai. Tôi không biết. Giữa chúng ta với nhau, tôi nghĩ rằng ông Hôm chưa được hoàn toàn bình phục. Ông cư xử một cách kỳ lạ. Ông không cần phải lo đâu. Anh ấy luôn có phương pháp trong sự điên rồ, tôi nói. Ông Hôm đầy nhiệt tình đòi đi, thưa đại tá. Nếu nhị vị sẵn sàng, chúng ta cùng nên đến đó. Chúng tôi gặp lại hôm ngoài trời. Anh đi từng bước dài trên đường, cằm gục xuống ngực, hai bàn tay thọc sâu trong túi quần. Anh nói, vụ án thú vị đấy. Anh Watson, chuyến đi chơi vùng quê này sẽ là một thành công đáng kể. Tôi đã hưởng một buổi sáng thú vị. Ông đã đi tới nơi xảy ra vụ án à? Đại tá hỏi. Phải, ông thanh tra và tôi đưa tới thành công chứ. Quả vậy, chúng tôi đã thấy rất nhiều điều lý thú. Thoạt tiên, chúng tôi đã xem xét thi hài của kẻ bất hạnh. Anh ta chết vì một viên đạn súng lục. Như các anh đã biết, anh nghi ngờ chuyện gì đó sao? Ồ, luôn luôn nên kiểm tra tất cả. Việc quan sát của chúng tôi đã không vô ích. Sau đó, chúng tôi có trao đổi với cụ Cunningham và con trai cụ. Alex dẫn chúng tôi tới nơi mà kẻ sát nhân đã chuồn qua khi vượt hàng rào trốn chạy. Rất đáng quan tâm. Tất nhiên, chúng tôi đã gặp bà mẹ đau khổ, nhưng không thu thập được điều gì. Bà đã quá yếu. Và kết quả của điều tra cho thấy là tội ác này không tầm thường, thưa ông thanh tra. Giờ đây, chúng ta đã đồng ý với nhau về mẩu giấy. Trên đó có viết giờ chết của nạn nhân. Mẩu giấy đó hẳn cho chúng ta một điều chỉ dẫn, thưa ông Hôm. Nó cho chúng ta thấy rõ người viết bức thư đã lôi William ra khỏi giường trong đêm hôm khuya khoắt. Nhưng phần còn lại của tờ giấy hiện ở đâu? Tôi đã quan sát mặt đất rất kỹ với hy vọng tìm ra mẩu giấy đó. Viên thanh tra thì thào. Mảnh giấy đã được giật ra khỏi bàn tay của người chết. Bởi vì tờ giấy đã kết tội y, nên y đã nhét vội nó vào túi mà không hề để ý thấy một góc bị thiếu. Nếu thu hồi được phần còn lại của tờ giấy thì chúng ta sẽ kết thúc vấn đề. Đúng, nhưng phải làm thế nào bây giờ? Điều đó đáng tốn công. Còn một điểm này nữa, lá thư đã được gửi tới cho William. Người viết thư đã không tự mình trao cho người nhận. Nếu không, hắn dùng lời nói, chứ viết thư làm gì? Vậy ai đã chuyển bức thư hoặc lá thư đã được gửi qua đường bưu điện? Tôi đã cho điều tra điều đó. Viên thanh tra trả lời. Hôm qua, William có nhận được một lá thư trong chuyến phát thư buổi chiều. Anh ta hủy cái phong bì. Tuyệt vời. Hôm kêu lên khi vỗ lên lưng viên thanh tra. Ông đã gặp nhân viên đưa thư. Thật là thích thú khi được làm việc chung với ông. Tốt. Đây là nhà người gác cổng. Thưa đại tá, xin cho phép tôi được chỉ cho ông thấy nơi xảy ra tội ác. Chúng tôi đi ngang qua căn biệt thự nhỏ, nơi người đánh xe đã ở và leo lên một lối đi vào. Hai bên có trồng cây sồi, đưa tới một ngôi nhà cổ kính. Một cảnh sát viên đứng gác ở cửa sau. Xin ông vui lòng mở cửa ra, Hôm nói. Giờ đây, các bạn trông thấy cái cầu thang này. Chính từ những bậc thang đó mà cụ Cunningham đã trông thấy hai người vật lộn với nhau tại nơi chúng ta đang đứng. Ông cụ đứng ở cửa sổ này, cái thứ hai ở bên trái, và cụ đã trông thấy kẻ sát nhân bỏ chạy ngay bên trái cái bụi cây. Alex cũng trông thấy y. Sau đó, Alex đã chạy tới quỳ xuống bên người bị thương. Nền đất rất rắn. Như các bạn có thể ghi nhận, không có dấu vết nào để hướng dẫn chúng ta. Trong lúc anh nói, có hai người đi xuống lối vào vườn sau khi đã vòng quanh nhà. Một người lớn tuổi, có một cái đầu mạnh mẽ nhưng có nét nhăn sâu, mí mắt nặng trĩu. Người kia là một thanh niên lanh lợi. Thế nào, vẫn còn về việc đó à? Anh ta nói với Hôm,
những người đến từ London phải là những người không thể đánh bại. Nhưng quý vị không tiến tới được bao nhiêu. À, cần phải cho chúng tôi một ít thì giờ. Holmes trả lời bằng một giọng vui vẻ hồn nhiên. Quý vị sẽ cần nhiều thời giờ nữa đấy. Alex nói dõng dạc, dường như chúng ta không có một chỉ dẫn nhỏ nhoi nào. Mỗi một, viên thanh tra trả lời, chúng ta sẽ tìm thấy. Lạy Chúa tôi, này ông Holmes, ông làm sao vậy, ông Holmes? Bộ mặt Holmes có một vẻ đáng ghê sợ, mắt anh đào lộn tròng, nét mặt bị cơn đau làm cho quặn lại. Khi buông ra một tiếng rên rỉ, anh ngã lăn xuống đất. VTC Now. Hoảng hốt, cho tôi khiêng anh vào trong bếp, đặt anh vào một chiếc ghế bành rộng và anh ngồi đó, thở nặng nề trong vài phút. Cuối cùng, sau khi đã cáo lỗi về sự yếu đuối của mình, anh lại đứng lên, nói. Tôi vừa mới qua một cơn bệnh nặng, tôi vẫn còn dễ bị những cơn cấp phát thần kinh đột ngột đó. Ông muốn về nhà bằng cô xe độc mã của tôi không? Cụ Cunningham đề nghị. Tôi phải ở đây để xác minh một điểm. Điểm gì? Thế này, không biết William đã tới trước hay là chỉ tới sau khi tên trộm đã lọt vào nhà. Quý vị đã nói rằng tuy cánh cửa bị cậy phá, nhưng kẻ trộm chưa lọt vào bên trong. Điều đó là hiển nhiên. Cụ Cunningham trả lời một cách nghiêm trang. Coi nào, Alex vẫn còn chưa vào giường, chắc chắn là cháu nó đã nghe thấy tiếng động. Cậu ấy ngồi ở đâu? Trong phòng tắm của tôi, đang hút thuốc và nhìn qua cửa sổ. Ông cụ trả lời. Cửa sổ nào? Holmes hỏi tiếp. Cửa sổ cuối cùng bên trái, kế bên cửa sổ phòng của cha tôi. Alex đáp. Đèn nơi phòng anh và nơi phòng ông cụ vẫn còn thắp sáng chứ. Không còn nghi ngờ gì cả. Rõ ràng là có vài điểm kỳ lạ trong vụ này. Holmes cười, nói. Một kẻ trộm vào nhà trong lúc đèn vẫn còn sáng và có hai người trong gia đình còn thức. Y phải cực kỳ bình tĩnh. Nếu vụ án mà không kỳ lạ, thì chúng tôi nhờ vào ông làm chi? Alex nói. Kẻ trộm đã không lấy đồ trước khi bị William bắt gặp. Bằng cớ là chúng tôi đâu có mất món gì và hiện trường cũng không bị bừa bộn. Cái đó còn tùy thuộc vào bản chất của những món đồ. Holmes trả lời. Chúng ta đang đối phó với một kẻ trộm thuộc loại đặc biệt và hành động theo cách đặc biệt. Chẳng hạn như cái lô hàng ở nhà cụ Axton chỉ là một cuộn dây mảnh, một cái phong vũ biểu. Chúng tôi phó thác hoàn toàn nơi ông, thưa ông Holmes. Cụ Cunningham nói. Mở đầu, tôi muốn cụ treo một giải thưởng. Tôi đã soạn sẵn một mẫu. Cụ có ưng ký tên không? 50 bảng là đủ. Tôi sẵn lòng thưởng 500. Ông tòa hòa giải nói sau khi cầm tờ giấy mà Holmes đưa cho cụ. Nhưng giấy này chưa được đúng. Cụ nói thêm khi đọc lướt qua nội dung. Tôi viết nó khá vội. Coi này, sao ông lại bắt đầu như vậy? Xét rằng vào hồi 0:03 một mưu toan, đó là một hồi một khắc trước nửa đêm. 11:45, nếu ông ưa thế. Sự nhầm lẫn đó khiến tôi buồn. Holmes nổi tiếng là chính xác về các sự kiện, nhưng cơn bệnh đã làm anh như đáng trí. Trong một lúc anh bị bối rối, viên thanh tra nhướng lông mày lên. Alex thì phá ra cười. Ông già sửa chỗ viết sai và trả tờ giấy lại cho Holmes, nói. Ông cho in càng sớm càng tốt. Ý kiến của ông thật là tuyệt hảo. Holmes cẩn thận đặt tờ giấy vào trong ví rồi nói. Ta cùng đi khắp nhà để tìm xem cái tên trộm kỳ quặc kia đã mang đi món đồ nào. Trước đó, Holmes quan sát cánh cửa đã bị cậy phá. Một con dao cứng hoặc một cây kéo được cắm sâu vào ổ khóa và ổ khóa đã bị bung ra. Những dấu vết trên gỗ hãy còn thấy rõ. Như vậy là cụ không cho đặt then chặn cửa, Holmes hỏi. Chúng tôi thấy không cần phải làm như vậy. Cụ có nuôi chó không? Có. Chó được cột ở phía bên kia nhà. Các gia nhân đi ngủ vào lúc nào? Khoảng 10 giờ. Thông thường thì William đi ngủ vào giờ đó, phải không? Phải. Thật kỳ lạ. Vào đúng đêm đó, anh ta lại thức khuya hơn thường lệ.
Giờ đây, thưa cụ, chúng tôi sẽ rất hân hạnh nếu được phép vào thăm nhà cụ. Một hành lang lát đá đưa tới một cầu thang bằng cây dẫn thẳng lên gác của một ngôi nhà. Trên bậc thềm dẫn lên cầu thang thứ hai đi đến tiền sảnh, người ta trông thấy ở đó nhiều cánh cửa phòng khách cũng như cửa nhiều phòng. Trong số đó có cửa phòng cụ Cunningham và phòng Alex. Hôm bước chậm rãi, quan sát kỹ. Cứ theo vẻ mặt anh, tôi biết anh đang theo một hướng điều tra nóng bỏng. Ông bạn của tôi ơi, cụ Cunningham kêu lên vẻ mất kiên nhẫn. Điều này không cần thiết đâu. Phòng của tôi là đây, nơi cuối cùng bậc thang, và phòng con trai tôi là phòng bên cạnh. Nếu kẻ trộm lên đây, thì cha con tôi đã nghe được tiếng động do hắn gây ra rồi. Ông hãy điều tra theo hướng khác thôi, Alex nói với nụ cười. Tuy nhiên, tôi xin quý vị lượng thứ cho cái ý thích nhất thường của tôi. Chẳng hạn như tôi muốn biết tầm nhìn từ những khuôn cửa sổ kéo dài tận đâu. Phòng của Alex đây ạ, Holmes hỏi khi đẩy cánh cửa ra. Và đây là phòng tắm mà anh đang ngồi hút thuốc thì có tiếng báo động. Cánh cửa sổ mở ra cái gì đây? Anh băng ngang phòng, mở một cánh cửa và liếc nhìn sang căn phòng sát bên. Giờ đây ông đã được thỏa mãn, cụ Cunningham hỏi với khí vị hóm hỉnh. Xin cảm ơn, tôi đã thấy tất cả những gì muốn biết. Nếu thật là cần thiết, chúng ta có thể vào phòng tôi. Nếu không làm phiền cụ quá đáng, ông tòa hòa giải nhún vai và dẫn chúng tôi vào trong phòng riêng của ông. Đồ đạc đủ tiện nghi. Trong lúc chúng tôi đi ngang phòng tới hướng khuôn cửa sổ, Holmes bước chậm lại để sánh ngang tôi đi ở cuối toán. Ở chân giường có kê một cái bàn vuông nhỏ, trên có đặt một bình nước và một giỏ cam. Khi đi ngang cái bàn, Holmes cúi xuống và hất đổ cái bàn, bình nước vỡ tan và cam bắn tung tóe. Đồ quỷ! Watson! Anh kêu lên một cách lạ lùng. Thế là anh đã ngược đãi tấm thảm rồi. Hoàn toàn bối rối, tôi cúi xuống và bắt đầu tìm nhặt cam. Hẳn là vì một duyên cớ nào đó nên hôm mới muốn để tôi cáng đáng cái trách nhiệm về sự vụng về này. Những người khác cũng nhặt cam và dựng cái bàn thẳng đứng trở lại. Nhìn kia, viên thanh tra kêu lên. Ông ấy đi đâu vậy? Hôm đã biến mất. Quý ông, hãy đợi tôi ở đây, Alex nói. Cái ông này coi bộ thần kinh không bình thường. Hãy đi với con đi, ba. Cả hai chạy vội ra phòng. Còn ba chúng tôi cứ đứng ở đó sững sờ nhìn nhau. Mẹ kiếp, tôi bắt đầu tin rằng cậu Alex có lý. Viên thanh tra thì thầm. Có thể đây là hậu quả về căn bệnh của ông ấy. Nhưng dù sao thì cũng... Bỗng ông ngừng lại. Một tiếng kêu gần như một tiếng thét vang lên. Cứu tôi với, sát nhân! Như người điên, tôi phóng ra thềm cầu thang bởi vì tôi đã nhận ra giọng hôm. Nhưng tiếng kêu cứu đã biến thành tiếng rên rỉ khàn khàn, không thành tiếng. Chúng thoát ra từ căn phòng mà chúng tôi đã vào thăm trước hết. Tôi lao vào trong rồi chạy vào phòng tắm. Hai cha con Cunningham đang cúi trên cơ thể lả đi của hôm. Người con dùng hai bàn tay siết chặt cổ họng hôm. Ông bố thì vặn cổ tay anh. Trong chớp mắt, chúng tôi đã lôi được hai cha con ra. Hôm đứng lên, xanh xao lảo đảo. Hãy bắt giữ những người này, ông thanh tra. Anh hồn hển nói. Về tội gì? Tội ám sát người đánh xe của họ. Viên thanh tra ngơ ngác nhìn anh. Coi nào, ông hôm. Ông đâu muốn nói rằng... Không à, ông hãy nhìn họ mà xem. Hôm kêu lên. Ông già Cunningham đờ người ra, tưởng chừng như hóa đá. Khuôn mặt nhăn sâu, in hẳn một nét tàn nhẫn sâu xa. Người con trai đã mất hết thói ba hoa, thói nhạo báng trong cặp mắt đen của anh ta. Lóe lên tính hung dữ của một con thú hoang nguy hiểm. Viên thanh tra đi ra cửa và rút cây còi. Hai cảnh sát xuất hiện ngay lập tức. Thưa cụ Cunningham, viên thanh tra nói, tôi hy vọng rằng chuyện này sẽ chấm dứt bằng sự chứng minh về sự vô tội của cụ. Nhưng cụ có thể thấy rằng... À, ông muốn vậy sao? Hãy buông ngay cái đó ra. Ông vung tay về phía trước và một khẩu súng lục rớt xuống sàn nhà. Giữ lấy tang vật này. Hôm nói khi đặt bàn chân lên trên khẩu súng. Nó sẽ có ích trong phiên tòa, nhưng đây mới là cái chúng ta cần có hơn hết.
anh giơ lên cao một mảnh giấy nhỏ đã bị vỏ nát. Phần còn lại của lá thư, viên thanh tra reo lên, chính nó. Ông tìm ra nó ở đâu vậy? Ở chỗ mà tôi tin chắc là sẽ tìm ra nó. Tôi sẽ giải thích. Thưa đại tá, ông và Watson có thể trở về nhà. Tôi cũng sẽ về trong một giờ nữa. Ông thanh tra và tôi còn phải nói chuyện với các phạm nhân. Sherlock Holmes đã giữ lời. Khoảng một giờ sau, anh bước vào phòng hút thuốc của ông đại tá. Anh đi cùng với một ông lão mà anh giới thiệu là cụ Axton. Holmes tươi cười nói: Thưa quý vị, ngay từ đầu tôi thấy chìa khóa của vấn đề là mẩu giấy nằm trong tay nạn nhân. Nếu chuyện kể của Alex là thật, và nếu kẻ trộm bỏ trốn ngay tức khắc thì hắn đã không giật và làm rách tờ giấy. Nếu không phải như vậy thì thủ phạm chính là Alex. Bởi vì trước khi ông già xuống, nhiều gia nhân khác hẳn đã chạy tới. Đó là một chi tiết rất đơn giản, nhưng ông thanh tra đã bỏ qua bởi vì ông ấy cho rằng những vị chức trọng quyền cao trong địa hạt chẳng liên can gì tới vụ án. Thế là tôi nghiên cứu thật kỹ cái mẩu giấy ấy. Nó đây này. Nó có gợi ra một ý nào không? Chữ viết không đều, ông đại tá nói. Ông bạn thân mến ơi, Holmes kêu lên. Nó được viết bởi hai người, mỗi người viết một chữ. Nhìn các gạch ngang khá rõ nét trên chữ T trong từ một và các nét ngang khá mảnh trên chữ T trong từ phút thì quý vị sẽ tin chắc rằng chữ này là hai người viết. Một cuộc phân tích ngắn cho phép quý vị xác nhận rằng những từ sẽ được biết và nhiều được viết bởi một bàn tay rắn giỏi. Trong lúc những từ hữu ích lại được viết bởi một bàn tay yếu hơn. Sáng như ban ngày, ông đại tá kêu lên, tại sao lại quái gở đến mức cần đến hai người để viết một lá thư? Đây là một vụ bỉ ổi. Một trong hai người có tính rất đa nghi đã quyết định mỗi người có một phần bằng nhau về điều gì sẽ xảy ra. Nhưng trong hai người, cái kẻ viết chữ một và chữ rất là kẻ đã xúi giục gây ra vụ này. Do đâu ông đi tới cái kết luận đó? Tôi so sánh đặc tính của hai kiểu chữ. Quý vị hãy quan sát thật cẩn thận mẩu giấy này. Người có bàn tay rắn giỏi đã viết trước và chừa lại những khoảng trống để cho người kia điền vào. Nhưng những khoảng trống đó không phải lúc nào cũng đủ chỗ cho kẻ viết sau. Người có bàn tay yếu hơn đã gặp khó khăn, chẳng hạn như khi ông ấy viết chữ giờ vào khoảng giữa hai chữ 1 và 4. 1 và 4 rõ ràng là những chữ đã được viết từ trước. Vậy người được phép viết trước là người chủ mưu. Tuyệt vời, cụ Aston kêu lên. Hẳn quý vị đã biết rằng thông thường người ta có thể xem xét nét bút mà đoán ra tuổi của một người, chênh lệch chừng 10 năm. Tôi nói thông thường bởi vì có những trường hợp do bệnh hoạn hoặc do suy yếu cơ thể thì kết quả sẽ khác đi. Nhưng trong vụ này, khi quan sát tuồng chữ rắn giỏi của một người, tức là dấu gạch ngang trên các chữ T rất rõ, và tuồng chữ ngập ngừng của người kia, có thể xác định rằng hai người này, một người còn trẻ và một người tuổi đã cao, tuy hãy còn tráng kiện. Tuyệt vời! Cụ Aston kêu lên lần nữa. Tuy nhiên giữa hai nét chữ này có những điểm giống nhau. Thường thì những sự giống nhau đó xuất phát từ hai người có chung một huyết thống. Điều đó hiện ra thật rõ ràng trong nét giống nhau khác kém khẳng định hơn, cũng cho thấy cùng điểm đó. Tôi tuyệt đối tin rằng có một nét chữ gia đình trong hai kiểu chữ viết này. Thế là tôi vững tin rằng cha con ông Cunningham là tác giả của bức thư. Tôi đi tới nhà đó cùng với ông thanh tra. Tôi thấy rõ vết thương trên xác chết được gây ra bởi một phát súng lục bắn cách xa hơn 4 mét. Trên quần áo nạn nhân không có những vết đạn sạm gây ra bởi thuốc súng. Vậy là Alex đã nói dối khi khai rằng hai người đang đánh lộn thì súng nổ. Mặt khác, hai cha con đều đồng ý về cái nơi mà hung thủ đã bỏ chạy ra đường. Ở chỗ đó có một cái hố ngập bùn nhưng không hề có những dấu chân. Nghĩa là chẳng hề có một kẻ xa lạ nào can dự vào vụ án cả. Tôi lại còn phải khám phá cái động cơ của cái tội ác kỳ cục này. Trong mục đích đó, trước hết tôi phải tìm hiểu vụ trộm xảy ra ở nơi nhà cụ Axton. Ông đại tá nói rằng một vụ tranh tụng đã làm cho cụ Axton với cha con Cunningham kình địch nhau. Ngay lập tức,
Tôi đoán là họ đã xông vào thư viện nhà cụ với ý định lấy trộm một tài liệu quan trọng, khả dĩ giúp họ chiếm phần thắng ở bên tòa. Tuyệt vời! Cụ Aston lại kêu lên y như hai lần trước. Ý định của họ thật rõ, tôi có đủ giấy tờ để được hưởng một nửa cơ nghiệp của nhà đó. Nếu họ cướp được những tờ giấy ấy thì chúng tôi nguy mất. Chúng ta tới đích rồi, Holmes cười nói. Đó là một mưu toan khá liều lĩnh do Alex đề xướng. Lục soát khắp nơi mà không tìm ra được cái gì, họ đã làm như những tên trộm tầm thường để đánh lạc hướng cảnh sát. Chính vì thế mà họ đã lấy bất cứ cái gì họ thấy. Tất cả điều đó đã khá sáng tỏ, nhưng tôi còn muốn tìm lại phần còn thiếu của lá thư. Tôi tin chắc rằng Alex đã nhét vào trong túi áo ngủ, và chẳng anh ta còn có thể để nó vào đâu. Tất cả vấn đề là tìm hiểu xem nó có còn ở đó hay không. Vì thế tất cả chúng ta đều đi vào trong nhà. Cha con nhà Cunningham ra gặp chúng tôi ở bên ngoài, gần bên cánh cửa bếp. Cần phải tuyệt đối không làm cho họ nhớ lại sự hiện hữu của tờ giấy đó. Nếu không, họ sẽ hủy nó đi ngay tức khắc. Viên thanh tra sắp ám chỉ đến tờ giấy khi giải thích với họ về tầm quan trọng của nó. Lúc đó, tình cờ tôi bị mệt và đề tài của câu chuyện được thay đổi. Trời đất thánh thần ơi! Ông đại tá cười vang. Đóng trò khéo tuyệt vời! Tôi kêu lên khi nhìn Holmes với lòng khâm phục. Có những trò hề hữu ích, Holmes trả lời. Khi đứng lên, tôi đã có sẵn một mưu mẹo, làm cho ông già Cunningham viết ra hai chữ giờ và phút để có thể so sánh với hai chữ giờ và phút viết trên mẩu giấy. Ồ, tôi ngu xuẩn làm sao? Tôi kêu lên. Lúc đó tôi có nhìn thấy rõ lòng trắc ẩn của anh đối với tôi. Hôm cười nói, tôi lấy làm tiếc vì đã gây cho anh một nỗi buồn nho nhỏ. Khi lên lầu, tôi vào trong phòng, thấy cái áo ngủ treo ở đằng sau cánh cửa. Tôi xô ngã cái bàn để chuyển hướng sự chú ý của họ trong chốc lát và vội vã đi khám xét các túi áo. Tôi vừa mới tìm ra được tờ giấy thì hai cha con nhào lên tôi. Tôi thật sự tin rằng họ chủ tâm giết tôi nếu các bạn không tới kịp. Người con thì siết cổ, còn người cha vặn tay để tôi phải buông tờ giấy ra. Sau đó, tôi đã nói chuyện với ông Cunningham để làm sáng tỏ cái động cơ gây ra tội ác. Ông cụ tỏ ra biết điều, trong lúc Alex cứ hung hăng như loài quỷ dữ. Cụ Cunningham thú nhận rằng William đã bí mật theo dõi hai cha con cụ trong cái đêm họ đã ăn trộm nơi nhà của Aston. William đe dọa và đòi tiền họ, nhưng Alex không thuộc dạng người dễ khuất phục. Thế là William bị gài bẫy và bị giết. Nếu cha con nhà Cunningham lấy lại được nguyên vẹn lá thư, trong đó họ hẹn giờ gặp nhau, và nếu họ không sơ sót một vài chi tiết nhỏ, thì chẳng bao giờ họ bị nghi ngờ gì cả. Thế còn cái lá thư chứ danh đó đâu? Tôi hỏi. Sherlock Holmes đặt nó trước mặt chúng tôi khi ghép hai mảnh giấy lại. Chúng tôi đọc được. Nếu anh tới vào lúc 11 giờ 45 phút ở cửa sau, anh sẽ được biết một điều làm anh ngạc nhiên, và nó sẽ rất hữu ích cho anh cũng như cho cả Annie. Nhưng chớ có tiết lộ với bất cứ người nào. Anh Watson, có điều là chúng ta chưa biết các mối liên hệ giữa Alex, William và Annie như thế nào. Nhưng rõ ràng kỳ nghỉ ngắn ngày của chúng ta ở nông thôn rất là thành công. Ngày mai, tôi sẽ trở về nhà và hoàn toàn khỏe khoắn. VTC Now.